Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Vừa rồi Bitcoin có một sự bay bổng lên gần tới 36.000, đúng không? 36.000 cái điểm đỉnh vừa rồi của nó. Rồi sau đó nó hồi lại. Nó hồi lại thì nó lại hồi lại cái vùng 35.300. Tại sao nó hồi lại cái vùng đó? Đó là những cái con số mình chia sẻ cho bạn. Ok. Những người anh em gọi là đăng ký cập nhật tín hiệu thì rõ ràng bạn phải biết nó hồi lại, tại sao nó hồi lại cái vùng đó và chuyện gì xảy ra kế tiếp. Vừa rồi là mình đã gửi cho bạn tín hiệu, riêng tín hiệu của BTC thì ngày hôm nay bạn được hai cái tín hiệu, Ethereum thì được một cái tín hiệu, ok, và Solana thì được một cái tín hiệu. Chút nữa mình sẽ làm 1-2 đồng altcoin nữa cho bạn để cho bạn có một sự chuẩn bị sau cái sự chốt đơn tối ngày hôm nay. Hai cái đồng bạn nên quan tâm ngay bây giờ nha. Dựa theo cái tín hiệu vừa rồi mình cung cấp cho bạn là Ethereum, ok, và cái đồng Solana. Đồng Solana chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Vừa rồi nó đã lên tới cái con giá 44 đô, một con giá mình đã chia sẻ cho bạn tuần này qua tuần nọ nó sẽ chạm, ok, khi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Riêng cái đồng Solana Ethereum, ok, thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với cái đồng Ethereum, ok, lên hoặc xuống, chuyện gì đang xảy ra, ok, vân vân và vân vân. Nếu bạn có những cái tài liệu, những cái tín hiệu mình cung cấp cho cả trăm anh em thì cái phần trăm chốt đơn của bạn á, những cái giờ và những cái ngày tới đây á, nó rất là dễ để chốt đơn. Mình đã làm cái công việc này hơn 9 tháng 10 tháng, chơi từ cái con giá 17.300 mình bắt đầu quyết định cung cấp cái tín hiệu của mình dùng riêng cho chính bản thân mình, đúng không? Cung cấp cho anh em chốt đơn và chốt đơn. Cái xác suất lên tới 90-95%, làm sao xác được? Lấy kiếm cái video 16 phút mà coi. 16 phút. Một cái video nó có thể nhân cái tài khoản của bạn lên bao nhiêu x. Nó có thể dẫn dắt bạn tới tự do tài chính. Coi cái video đó, ok? Làm sao để xác thực cái tín hiệu của mình? Cái đó là cái quan trọng. Ai cũng có thể lên TikTok nói gì thì nói, nhưng có bao nhiêu người dám chia sẻ cho bạn cái cách để làm sao xác thực cái tín hiệu, ok? Và tín hiệu là sao? Tín hiệu là mình nói là chuyện gì sẽ xảy ra một tiếng nữa, một ngày nữa, hai ngày nữa, một tuần nữa, thì đó là gọi là tín hiệu. Và mình chia sẻ những cái thứ đó trước khi nó xảy ra thì nó là vậy. Mình đã làm cái công việc này hơn 4 năm mấy trời nha, chỉ quyết định cung cấp tín hiệu cho bạn, cung cấp cho bạn 10 tháng trời. Và xác suất thì như thế nào? Kiếm cái video 16 phút để xác thực. Tối hôm nay 8 giờ tối mình sẽ cho bạn cả bao nhiêu cái dữ liệu về Bitcoin. Bạn muốn thắng cái cuộc chơi, bạn muốn làm ra được tiền của trong cái thị trường tiền điện tử này, tham gia cái phát trực tuyến tối nay nha. Nó sẽ nằm ở trên hai cái nền tảng, cái nền tảng TikTok này và cái nền tảng YouLove. Cái nền tảng YouLove thì bạn có thể thấy được những dữ liệu vân 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 vân, còn TikTok thì bạn chỉ thấy được cái màn hình mình thôi. Bên kia bạn sẽ thấy được màn hình, dữ liệu vân 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 vân, ok, trên nền tảng YouLove. Hai cái nền tảng đều mang tên Tiền Academy. Vậy thôi, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử Bitcoin hay nhất tại Việt Nam. Ở đây mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin, mình cung cấp tín hiệu cho bạn để chốt đơn, mình cung cấp những thông tin rò rỉ trước khi một người KOL nào nói về nó trên trong thế giới này. Thì bởi vì vậy, mình thắng, ok? Bạn muốn thắng, tham gia cái nền tảng này. Xin chào mọi người.